Mexico hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2022 sau 3 ngày tu học của mùa thu năm 2022 vừa qua dưới sự chỉ dạy và hướng dẫn của quý thầy và quý sư cô, chúng con đã được có rất nhiều lợi lạc, niềm tin càng ngày càng vững chắc và nguyện sẽ đem những trình sục học hỏi này áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúng con thành tâm xin cảm niệm công đức của quý thầy và quý sư cô đã chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng con từng ngày trong 3 ngày hôm qua. Chúng con cũng không quên cảm ơn công đức của quý sư cô đã lo những ngày sau những ngày qua đã lo và chú đáo trong việc ngủ nghỉ, trong việc ăn thức ăn hàng ngày để cho chúng con được tu hành thật là có điều kiện thật là tốt để mà tu hành. Chúng con cũng kính thỉnh cầu thầy mỗi năm vui lòng từ bi về lại tiền viện Quang Chiếu để tổ chức khóa tu, để chúng con đường Phật theo cái oai đức và phúc trí của thầy, để chúng con càng ngày càng tinh tấn hơn. Chúng con xin cảm ơn thầy, thì chúng con xin đảnh lễ tam bái, xin thầy từ bi chứng minh để cho chúng con được ân chuyên công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con chúc cho chúng con cúng dường tam bảo và ba lần. Dạ. Dạ, mình là cúng dường tam bảo. Tất cả chúng ta cũng lâu rồi thì gặp lại, thì chúng ta cùng nhau sắp tấn tu hành trong cái khoảng thời gian dịch bệnh, cũng thời gian cũng kéo dài cũng hơn 2 năm rồi ha. Thành ra khi cuộc sống đó thì khi mình nói gặp nhau chứ thực ra cũng lâu lâu, cả đời người gặp chắc cũng vài lần rồi, cái đời chia tay cũng nhiều đó. Anh thấy cuộc sống mỗi khi gặp thì mỗi người thấy sức khỏe giống như cô Thanh đây thấy rồi, là người gặp thấy cô xuất sắc quá thì mình cô cũng tính xuất sắc kia thì anh nói cái cuộc sống mình để thấy rằng nếu chúng ta có sự tôn trọng với nhau thì gặp nhau thì nó rất là ngắn ngủi, gặp đôi ba lần gì đó rồi mọi người cũng phải tiếp tục cái hành trình của mình. Thì chỉ cần nếu chúng ta còn gặp nhau thì vui vẻ, tinh tấn, tu tập, đem những cái gì tốt đẹp nhất với nhau, những cái lời gì mà quý báu trao đổi cho nhau, rồi những cái hành động gì tốt nhất được chúng ta cho nhau, vậy thôi chứ có biết gì hơn nữa. Cuộc sống là vậy đó. Thì cũng đời người mình nói mấy chục năm so với những cái bước báo của những cõi khác thì chỉ phạm trù của mình nó giống như một cái chớp mắt, phạm trù của mình nó chỉ có đối với cái cảnh giới khác là giống như có mấy tiếng đồng hồ. Thì nếu mà quý vị thấy cái mạng mình nó mong manh vậy thì chắc cũng chả có gì hơn thua, hơn thua chỉ cho mệt trong mấy tiếng đồng hồ. Nếu mà quý vị lớn tuổi nữa thì thôi còn có mấy giây nữa, chứ còn đâu còn tiếng là đâu, tính thời gian là tiếng là đâu, tính bằng giây không. Thì thôi cố gắng tu tập, thì trong những ngày qua tôi cũng cố gắng với cái sự tu học của mình, sự kinh nghiệm của mình cũng cố gắng là chia sẻ cho tất cả quý Phật tử, để rồi quý vị nghĩ rằng nó cũng có một chút tư lương gì đó để mình áp dụng được cuộc sống của mình. Thì cũng cần chúc cho mấy sư cô cũng là khỏe để mà hướng dẫn mấy Phật tử ở đây tu càng ngày càng tiến bộ hơn. Còn mấy Phật tử thì nỗ lực nương theo quý cô để
để rồi chúng ta đi trên con đường này, đừng để cho nó thối chuyển, để cuộc đời của mình lúc nào cũng lòng tin tâm bảo, lúc nào cũng vững vàng. Đó, thôi chúc lành tất cả quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Với cô cũng Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca thì với cô cũng cũng có một lời nói là tình người vẫn còn đó. Thì chúng mình sống theo di đạo rồi muôn xã giữ giới thân tình thì tất cả đều được kinh nghiệm, đó là cái niềm tin vững chắc của người thân có kinh nghiệm như là từng trải qua. Chúng ta người thân chia sẻ với tận tình như vậy, mình sống mình phải có tình mà mình cũng phải giữ cái giới thân tình. Nếu mà giữ giới không thân tình ấy, không mà có mà hành pháp hay là có tầm khổ làm thở hay là cái gì cũng không tới đâu hết. Giới luật là quan trọng nhất, tịnh giới phải giữ, rồi cái tình người rồi buông xả rồi tha thứ thì cái đạo nó ở trước mắt mình, nó hiện tiền ngay bây giờ chứ không đợi phải đi về đi chết để mà tìm có thực lạc nào. Mà cái niết bàn mình hay đây, đây là những cái mà người tinh thần người ta hiểu được. Giờ thanh muốn chia sẻ với Phật tử để cho Phật tử vững niềm tin về cái pháp tu của Phật của sư ông. Tại vì cái pháp tu này á là từ Phật chỉ ra và sư ông là người tiếp nhận hiểu và chỉ dạy cho mình. Thành ra cái đường tu của Phật là đi từ trí tuệ, mà có hai con đường, đường đi bằng đường chim và đường đi từ từ. Thì đường chim á, người tưởng muốn đi thì sẽ đi, còn người muốn đi từ từ vô duyên thì cũng đến mà đến chậm. Thì cái đó nếu quý Phật tử mà ai có rảnh á, coi về cái mà tìm ngọc như ý của sư ông thì sẽ cảm nhận rất nhiều về cái lời nói sư ông và hiểu được tất cả những cái gì sư ông bày giảng ở Phật tử cũng như ở tăng ni. Đây là những lời chân thành mà thanh muốn chia sẻ với Phật tử, và thanh cảm nhận được cái điều đó và cũng thực hành cái điều đó. Nhưng mà nếu mà nói là thực hành hoàn toàn thì chưa được, thành ra Phật thanh cũng cố gắng nhiều, cũng như tất cả đại chúng ở đây cũng cố gắng, mong muốn Phật tử cũng nghiêm túc cố gắng. Mình là đệ tử của ông thì mình đừng cô phụ cái chí nguyện mà tu hành của mình, tại vì cái đó là chỉ có con đường đó thôi à. Chỉ con đường là nhận ra cái pháp thân của mình, nhận ra ông chủ của mình và thống nhân chủ của mình, không có đường khác. Đường khác đó thì luân hồi sanh tử lên xuống, vừa thiên đàng vừa xuống như địa ngục, rồi không có gặp được người, rồi mình làm sao không gặp được sư ông nữa. Đời này có phước gặp được sư ông, được gặp được thầy Phương là hai cái gì đối với mình đó. Đối với bởi thân kỳ sư ông là vị đại Bồ Tát chứ không phải là vị tổ sư, còn thầy Thông Phương là vị tổ sư. Mình có duyên phước rất nhiều, mà cái tiền quan chiếu này lại là sư ông là một người trụ trì ở đây nữa. Quan chiếu mà có ai được chịu quan, mà có ai được chịu chiếu không, mà Hòa Thượng đã đặt hết tin tưởng vào tăng ni như Phật tử, thành ra mình hưởng được nhiều lợi lộc từ Hòa Thượng Ân Sư. Thành ra mình cố để mà mình hành, để mình đền ơn Phật, là đền ơn Hòa Thượng Ân Sư. Đó là những điều mà Hòa Thanh hiểu và cảm nhận được, và cũng có hành chút ít hiện nay muốn chia sẻ Phật tử, để Phật tử đủ niềm tin để khi ra đi mình không có sợ chết. Tôi có nghe một vài Phật tử ở nhà của mình cũng sợ, ở nhà của mình mà sợ thì chết làm sao đi đâu giờ, gặp cái bụi nào hay gặp cái gì cái nhảy vô cái là rồi, đi vô đường xấu ra đi đường tốt. Mà nếu làm vậy không được thì nên giữ giới để cho những ông thành hộ giới, người ta bảo hộ mình, thì mình đi được yên lành. Đó là những lời chân thành. Mà
Mà cái điều quan thanh thanh cũng chia sẻ Phật tử hôm nay cũng cảm niệm thầy Đạo Tuấn, thầy trụ trì ở Từ Quan đã đến đây chia sẻ với cô để giúp đỡ với cô để mà hướng dẫn Phật tử trong những ngày qua biết tự áp dụng, mà cũng có nhiều người có cái lợi đạt và có cái tâm hướng về Phật pháp để hướng về sư ông. Mình là đệ tử sư ông, không phải là đệ tử thì cũng là con cháu sư ông, thì nên làm cho Phật cho sư ông vui. Mong Phật phục vụ sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay là cái ngày bế mạc khóa tu, quý cô cũng rất là hoan hỷ. Nhìn quý Phật tử thì thấy cũng vui, là vì thời gian qua mình trải qua cái trận đại dịch, cứ như là có khoảng hơn 2 năm mình không có sinh hoạt, rồi cũng không có tổ chức khóa tu. Mà lần này tổ chức khóa tu thì thấy bà con cũng còn đầy đủ, tuy là không có nhiều, nhưng mà tại vì chắc có lẽ công việc này kia thì với lại có một phần chắc có lẽ mình thông báo khóa tu này nọ thì cũng không có được nhiều người biết, cho nên là mình ít hơn những cái khóa tu trước, nhưng mà quý cô thấy hình như cũng có chất lượng chút. Và quý Phật tử ngồi thiền thấy cũng yên, cũng bớt những cái nhúc nhích trào cử thì cũng mừng. Nhưng mà bên cạnh đó thì thấy cũng có một vài Phật tử mới, cho nên chưa có cái kinh nghiệm mà thiền nhiều. Thì quý cô mong rằng khi mà mình đi khóa tu đó, mình trở về nhà thì quý Phật tử cố gắng thực tập, ít nhiều gì mình cũng cố gắng mình thực tập để cho mình tạo thành một cái thói quen hàng ngày. Chứ nếu mà mình đi chùa mình tu tập rồi cái mình về mình bỏ trôi thì nó cũng như không à. Rồi cái một năm sau mình trở lại, hoặc là 6 tháng sau mình trở lại khóa tu, mình mới ngồi 2-3 bữa thì nó không có kết quả, mà nó cũng không có giúp gì được cho mình, không có thấy được cái niềm vui trong khi tọa thiền. Mà mình không có niềm vui trong khi tọa thiền thì mình không có thấy cái hay. Cho nên nó muốn hiểu được sâu về đạo Phật, rồi muốn mà có cái lợi lạc thì mình phải thực hành, mình phải tu tập thì mình mới cảm nhận được cái hay ở trong những cái lời của Đức Phật dạy, rồi trong cái thực hành thiền để mình sống trở lại với con người thật của chính mình. Chứ nếu mà mình ngồi ít quá, hoặc là mình lâu lâu đi chùa lần hai lần thì mình không có thấy được cái hay đó. Giống như mình đi cho có lệ thì nó không có kết quả, mà mình tu là cái điều quý nhất là giác ngộ giải thoát. Mà cái điều đó mình chưa làm được, mà mình đi rồi mình đi tới đi lui chùa chiền mình hàng tuần hoặc là hàng tháng hay là một năm 2-3 lần, mà mình không có áp dụng cái lời Đức Phật dạy vô cái đời sống hàng ngày của mình thì nó cũng không có cái kết quả gì hết. Rồi chúng ta cũng sẽ trôi theo cái dòng sanh tử, cho nên cái sự giác ngộ giải thoát mới chấm dứt được sự luân hồi sanh tử, chấm dứt được cái đau khổ. Mà nếu mà mình không có tìm con đường thoát ra thì mãi mãi mình cứ trầm luân hoài đó. Mà cái điều cốt yếu Đức Phật muốn mình được cái gì? Đức Phật muốn mình tu để giác ngộ giống Đức Phật, chứ không phải Đức Phật muốn mình tu để sanh lên cõi trời, hay muốn mình tu để trở lại kiếp người luân hồi hoài. Mà cái điều mục đích cuối cùng của Đức Phật là giác ngộ giải thoát thành Phật đó. Ở trong kinh Pháp Hoa là quý Phật tử thấy Đức Phật nhắc mình đó, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nếu tu hành thì sẽ thành Phật. Chỉ thẳng cái tâm Phật cho mình mà mình cũng dám nhận. Thì bây giờ quý cô rất là vui khi mà quý Phật tử chịu tới chùa, chịu bỏ thời gian ra tu tập 3 ngày, nỗ lực ngồi thiền đau chân buồn ngủ đủ thứ hết nhưng mà vẫn cố gắng. Thì quý cô cũng hy vọng rằng quý Phật tử mang cái lợi ích những ngày mình ở chùa mình tu tập về nhà tiếp tục thực hành. Thực hành, mình thường xuyên thực hành thì sẽ tạo thành một cái thói quen, rồi từ từ thời gian thế nào mình cũng chinh phục được cái vọng tưởng của mình.
rồi mình sẽ cảm nhận được cái an lạc trong khi tọa thiền. Thì lúc đó quý Phật tử sẽ tri ân vô cùng, tri ân đối với sư ông. Mình phải thấy được cái lợi lạc của tọa thiền thì mình mới mới thấy được cái hay, mình mới thấy được cái công ơn của sư ông mà khôi phục lại thiền tông, và nhờ sư ông mà mới chỉ ra cho mình được cái chân tâm Phật tánh, chứ nếu không thì chúng ta không có biết đó. Và cả đời mình lay quay hoài, thì quý cô cũng cảm ơn quý Phật tử, cảm ơn thầy, cảm ơn quý Phật tử đã trở về đây tu tập những ngày qua đó. Không phải là có quý Phật tử trở về tu tập thì quý cô cũng mới có cái cơ hội để mà phụng sự cả hai đều lợi lạc hết, không? À, cho nên hy vọng rằng cái khóa tu kỳ tới, hoặc là nửa năm nữa, hoặc là một năm nữa gì đó mà mình có tổ chức, thì cũng hy vọng mọi người vẫn còn đầy đủ sức khỏe, vẫn sắp xếp được thời gian để tiếp tục mình hành trì cùng với nhau trên con đường giác ngộ. Thì mấy cô có ít lời đối với quý Phật tử vậy? Sao lâu quá vậy cô? Nếu bây giờ muốn mấy tháng làm nữa? Bỏ 3 tháng thôi, nó quên đó cô. Tiến độ rồi cũng còn đòi đòi cái gì dạ tiến độ về đi rồi tổ chức. Em đâu khách biểu gì đâu, em xin quý thầy quý sư cô cho mấy con nhiều cơ hội thêm không có được. Về 2 tháng một khóa tu chịu không? Dạ chịu. Giờ con ngày hôm qua thì dành ít nhất là 30 người được không? Yêu quý cô làm không mà mong rằng quý Phật tử trẻ trẻ nhé rủ lên bạn bè mình thêm, chứ quý vị thấy quý vị lớn tuổi người ta lớn hết rồi, người ta sắp là nhớ là phải chạy đi đường kia quá, đừng đi đường chậm nhé, đi đường chậm là chết á chị á, ta sắp gần niết bàn hết rồi mà cái người trẻ thì không có tiến lên đó thì sao, cho nên đó là mình phải cố gắng mình bản thân mình làm sao mình tu, mình gương mẫu, mình lợi lạc cho chính mình, rồi mình hướng dẫn, mình rủ rê bạn bè mình, người thân của mình tiếp tục, những cái người trẻ trẻ phải tiếp tục vô, chứ cái hàng trưởng lão ở đây mà ta đi hết rồi người mình không có người nào trẻ hết làm sao, thành ra một mấy cái vị trẻ trẻ rồi cố gắng trong những gì trưởng lão thành ra cũng là mấy cô cũng rất là vui mừng là cũng có vài ba vị thấy cũng còn tuổi, cũng còn đang ở cái độ tuổi mà làm việc rồi, nhưng mà vẫn bỏ công việc của mình để đi tu tập, thì mấy cô thấy cái điều đó mấy cô cũng rất là tán thán. Quý vị thấy nhìn cái gương của những cái vị lớn tuổi, người thì đi ngã qua bên này, người thì ngã qua bên kia, thì bây giờ mình nhìn cái gương đó mà mình biết á, nếu mà mình để tới cái tuổi đó mình mới đi tu tập là muộn rồi, thấy không? Cho nên bây giờ ở cái tuổi này, một năm ít ra mình cũng phải sắp xếp thời gian, có được là 1 tuần hoặc 10 ngày trong những cái khóa tu, hay là ít nhất thì cũng phải được 3 ngày, hai những cái khóa tu chùa tổ chức, mình cũng phải cố gắng sắp xếp thời gian công việc của mình để mình tham dự. Cái điều đó lợi lạc cho bản thân mình thôi, phải không? Và quý Phật tử thấy, như cô có nghe một Phật tử nói rằng đi tu ở chùa sướng quá, có chỗ ăn cũng chỗ ngủ và thức ăn còn đầy đủ giống như khách sạn, cà phê cũng có, trà cà phê gì cũng đầy đủ hết rồi, sữa rồi đồ ăn thức uống rồi phòng ngủ đầy đủ, không có thiếu cái thứ gì, chỉ có ăn rồi tu thôi mà người ta còn không chịu tu, thì mình phải ngẫm nghĩ lại, phải không? Coi như là quý cô là trợ duyên hết mọi thứ, chỉ mong rằng quý Phật tử tham gia, tham dự để mình có được những cái giây phút quay lại, nhìn lại chính mình, đối diện với bản thân mình, buông hết những cái công việc gia đình, những cái việc thế gian, mà vô chùa ngồi nhìn lại, nhìn vô vách đó, nhìn lại cái thời gian qua, cái cuộc sống, nhìn lại chính mình, nhìn lại cái tâm vọng tưởng tham sân si của mình, thì sướng quá rồi chứ gì. Mỗi ngày tới giờ người ta cũng dọn cơm sẵn luôn nữa, thấy không? Quý Phật tử thấy cơm người ta nấu rồi, người ta dọn sẵn trên bàn luôn đó, mà mỗi ngày mình ăn đó mình thấy bao nhiêu món cũng là đầy đủ hết rồi, la xét cái gì đó
dao ua, chuối, đồ này kia, cái gì cũng có hết. Coi như là một cái bữa ăn là đầy đủ dinh dưỡng cho mình, dọn sẵn lên bàn luôn, chỉ có ăn thôi. Phải không? Thì cũng vậy, tu cũng vậy. Mấy cô đã, quý thầy, quý cô đã hướng dẫn, đã bày ra cái con đường, Đức Phật bày ra cái con đường, sư ông là người dẫn đường cho mình. Rồi mình bây giờ quý thầy quý cô hướng dẫn mình đi trên cái con đường đó, sẵn hết mọi thứ bài sẵn ra hết mà mình không chịu làm nữa thì sao? Đó là lỗi của ai? Cô phụ chứ. Đó cho nên là hy vọng rằng quý Phật tử cố gắng nhiều hơn. Đối với những vị nào mà lớn tuổi thì mình biết con đường của mình nó gần rồi. Mình phải phấn đấu, mình phải chiến thắng bản thân mình nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn. Còn đối với những chị trẻ thì cũng phải tinh tấn nữa. Là bây giờ nếu mà mình không chịu cố gắng, mai mốt mình lớn tuổi như quý vị đây, mình sẽ sao? Mình sẽ không tu nổi. Bây giờ trẻ mà không tu là già không tu nổi. Cho nên sao? Thành phần nào cũng phải cố gắng. Nói tóm lại là người lớn cũng phải cố gắng mà người trẻ cũng phải cố gắng. Đó. Thì mấy cô có ít lời đối với quý Phật tử vậy. Và chúc quý Phật tử là hôm nay sau khi tu tập rồi mà mình được cái gì lợi lạc từ ở chùa, mình đem về nhà, mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình, rồi mình cũng thực tập thiền. Và buổi sáng chịu khó thức dậy sớm một chút, ngồi nửa tiếng hay gì đó trước khi đi làm, rồi hoặc là buổi tối đi làm về tắm rửa nghỉ ngơi chút xíu rồi là mình cũng ngồi thiền một tí trước khi đi ngủ. Nếu mà quý vị tập ngồi thiền một chút trước khi đi ngủ, quý vị sẽ ngủ ngon, không có bị khó ngủ. Những ai mà khó ngủ thì chịu khó ngồi thiền một chút thì tự nhiên là nó sẽ dễ ngủ hà. Chứ quý cô thấy ở chùa là nó ngủ không đủ nữa, chứ có đâu mà bị mất ngủ. Cho nên sao? Mình tập ngồi thiền tự nhiên cái tâm mình nó lặng, nó dễ ngủ. Chứ mình không tập ngồi thiền rồi mình nằm xuống mình nghĩ lung tung hết thì nó khó ngủ thôi. Thành ra hy vọng là quý vị đem được cái lợi lạc mấy ngày ở chùa về nhà áp dụng để đời sống của mình nó được an ổn, nó được vui vẻ và nó được mọi người xung quanh cũng được hưởng cái lợi lạc từ mình. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa thầy, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con chúc con như chú Minh Chiếu thành tâm mà con muốn với thầy là từ này trở đến mà tụi con không có rất là tư thết, không có lo cho thầy được đàng hoàng. Đây là cái lỗi là tụi con ít người quá, thầy thông cảm mình con mà không biết thầy cũng đâu hoan hỷ. Đã thấy cái từ bày tỏ cũng đi đúng rồi, nhất là cái bà già này thì cũng đáng cái mức nào đó thôi, thành ra thầy hoan hỷ hết nha thầy. Thì đâu có chuyện gì đâu, đầy đủ mà. Từ ăn uống, từ chỗ nghỉ ngơi, mọi sự đầy đủ hết, không thấy gì đâu. Chỗ nghỉ ngơi chỉ có nước thôi chứ không có cái gì nữa. Có đầy đủ hết, còn dư nhiều. Cũng hay mà tin được cái gì quá mọi người. Nói chung là cái quan trọng là gặp nhau vui vẻ, rồi tu hành tốt là đầy đủ rồi, còn thiếu gì nữa, muốn gì nữa. Muốn gì nữa. Con thấy con thư thớt, con cũng đi xong, con cũng đắm khó thì quan hệ thì con ngồi. Đầy đủ không có gì. Dạ. Rồi Phật tử, có cái tu học rồi cũng có cái gì cần chia sẻ cho quý thầy với cô nghe không? Sao mà cười cười không vậy? Tình chân. Cười là muốn đi về đó thầy, tụi con có yên không người bệnh. Chia sẻ thầy chia sẻ. Chia sẻ đi. Không không. Có cái gì thì mình thầy thư thầy, thầy nào thầy tổ chức khóa tu ở dưới Houston vậy thầy? Thầy thảo xuống đây mấy con chạy đi chợ. Ở cái chỗ này là thật ra cũng thông báo vào cộng thì cũng có chứa nổi. Thật ra chỗ này là coi như dọn dẹp Hilton là thấy cũng đủ rồi. Thật tử ra này cũng không có thông báo rộng đâu. Tại giới nó nhỏ lắm. Để lọc đồ này kia là coi như là họ không có chỗ đứng. Thật ra vì vậy mà nó chưa có đủ cái phương tiện, nó không có thông báo kiểu mà kêu gọi chỗ này chỗ kia đến rồi.
ổng có được chu đáo lắm, nó cũng khó. Vậy là quý vị không có ý kiến gì phải không? Thì vậy thì coi như vừa rồi chúng ta cùng nhau rồi tu tập trong vòng 3 ngày. Với đó thì thời gian nó cũng rất là nhanh. Thì mong rằng tất cả quý vị hiện hữu ở đây, chúng ta cố gắng sự nỗ lực của mình, sự nhìn lại và sự chuyển hóa về tất cả những cù cằn ở trong cái gì mà mình còn bị vướng mắc. Mình cố gắng làm sao chia sẻ nó ra rồi buông bỏ, để rồi chúng ta nhẹ nhàng thì mãi mãi gặp nhau trong tinh thần vui vẻ, trong tinh thần mà luôn luôn sự hòa quyện với nhau, để rồi tiến mãi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Thì rồi chúc quý sư cô luôn luôn lúc nào cũng khỏe, để rồi dìu dắt tất cả Phật tử, tất cả quý Phật tử cũng khỏe, rồi nỗ lực tu hành thường xuyên tới Tam Bảo để nhắc nhở cho mình, để mình có thối chuyển, chúc lành tất cả quý vị. Để chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.